Kế đến là một câu chuyện nói về một cái chết được báo trước, và những câu nói giống như là những cái câu nói gỡ, những cái lời nói trăn trối trước khi mà chết, mà trong khi cái người đó người ta không biết á, cái chết đang cận kề trước mắt của họ vậy đó. Câu chuyện này Duy được kể lại từ một chị gái cũng rất là quen với kênh của chúng ta. Chị đã từng kể câu chuyện mắt đỏ, câu chuyện trùm tang ở Cần Thơ, và sau đó chị có về Bến Tre chơi một chuyến. Về đó đi hái dừa thì bị vong hồn của cái bà Năm nhà kế bên á, bả nhát khiến cho nhập viện mấy ngày trời luôn. Rồi chị mới về lại nhà của ba má chị ở Cần Thơ á. Về đây nè, chị lại tiếp tục gặp một cái câu chuyện hết sức là kinh hoàng luôn. Nhà của chị á, nó nằm ngay sau lưng cái bến xe 91B, nằm trên cái con đường Nguyễn Văn Linh ở Cần Thơ á mọi người. Rồi nó ăn thông ra cái con hẻm 51. Cái hẻm đó bây giờ á, là cái hẻm chuyên về ăn uống ngay cái bờ hồ Bún Sáng á mọi người, rất là nổi tiếng ở Cần Thơ luôn. Mà đó cũng là cái khu chuyên tập trung sinh viên của cái trường Đại học Cần Thơ nè. Rồi có cả cái khu giáo viên của trường ở đó nữa, cho nên là sinh viên thuê trọ rất nhiều. Cộng thêm một cái là nhà chị rất là rộng, mà con cái bây giờ làm ăn xa hết trơn rồi, chị cũng đâu có ở nhà đâu, lâu lâu mới về chơi. Thành ra là những căn phòng trống á, cha mẹ của chị cũng cho sinh viên người ta mướn lại. Cái năm đó thì có ba cái anh sinh viên học chuyên ngành thú y bên trường Đại học Cần Thơ qua nhà của chị để mà thuê trọ. Ba cái anh này ở chung với nhau mà cũng hiền khô à, chăm chỉ học hành dữ lắm luôn. Sau đó có hai cái anh này thấy cha của chị có công việc là đi đóng cừ tràm cho người ta đó, cũng xin theo làm một cái chân đi theo phụ, rồi kiếm tiền trang trải cho cái chuyện học hành. Ở được một thời gian thì có hai anh không còn ở nữa. Tuy nhiên do là cái quá trình ở nó cũng lâu, thành ra là ba người này cũng thân với cả nhà của chị. Do đó thì hai cái anh này mặc dù không còn ở nữa, ra trường rồi, nhưng mà lâu lâu á vẫn ghé nhà chị để mà chơi, thăm con của chị này nọ đó. Sau khi mà hai cái anh này chuyển đi rồi được khoảng vài tháng sau á, thì bất ngờ trong một cái buổi tối ngày hôm đó, một trong hai cái anh này có một cái anh tên là Mẫn, choạng vạng tối gì đó, cái đứng trước cửa nhà của chị vậy nè, thấy chị nằm đó đưa cái thằng con cho nó ngủ, cái mới kêu vô hỏi chị hai nằm đó hả, có anh hai ở nhà không. Chị mới nhìn ra thì chị nói là thằng Mẫn hả, sao giờ này ghé nhà chị vậy cưng, có chuyện gì không. Thì cái anh Mẫn nè mới nói là em kiếm anh hai, có anh hai ở nhà không chị. Do là thân quá mà, thành ra là cái anh này kêu hai vợ chồng của chị á bằng anh hai chị hai không hà. Chị mới nói là anh hai không có nhà, anh hai bên quán á, cưng muốn kiếm gì á qua quán đi, ở nhà này có mình anh chị hà. Rồi chị mới hỏi là ủa giờ này tối hù rồi mày kiếm chồng chị làm gì. Ảnh mới nói là em kiếm anh hai, em nhậu với anh hai. Nhưng mà chồng của chị ổng đâu có biết nhậu đâu. Chị mới nói thôi mày qua quán đi, mày kiếm ổng làm gì đó làm, với lại anh hai đâu biết nhậu đâu. Thế là cái anh Mẫn này nè, chưa có qua quán liền, ảnh mới bước vô trong cái chỗ của chị á, thấy là cái thằng nhỏ con của chị nó nằm ở đó. Ảnh mới móc trong túi ra 40.000, chị nhớ rõ 40.000 luôn. Ảnh đưa cho cái thằng con của chị cầm, rồi ảnh mới nói là nè, cậu cho Bin cầm nè, rồi Bin mua sữa uống nha. Khi mà thấy ảnh dúi tiền đưa con của chị á, chị mới trả lại. Chị nói cái thằng này mày khùng quá mày ơi, cho tiền gì, để dành tiền đi rồi đi chợ đổ xăng này nọ, có tiền không mà mày đặt đưa tiền nữa. Nhưng mà ảnh mới nói thôi chị ơi, lâu lâu em mới về, em cho cháu của em nó mua sữa, biết đâu sau này em còn cơ hội cho tiền nó nữa hay không. Chị nghe vậy thì chị mới nói thằng này nói tầm bậy không à, bộ cưng về quê hay gì. Thì cái anh Mẫn này anh em ru à, anh không có trả lời gì hết trơn á. Xong á thì anh mới quay lưng anh đi ra, anh đi qua bên đó anh tìm anh hai. Nhưng mà sau khi cái anh Mẫn này đi ra khỏi nhà của chị rồi á, chị mới thấy là sao mà ngày hôm nay á, cái mặt của thằng này á, nó buồn buồn kỳ vậy ta, nó không có được vui, mà cái mặt của nó cũng tối hù à. Nhưng mà rồi thôi, chị cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mà chị đâu có ngờ mọi chuyện nó lại xảy ra nhanh chóng tới như vậy. Qua sáng ngày hôm sau thôi, trong lúc mà chồng của chị ảnh đang đi sửa điện cho người ta đó, thì vô tình ảnh có nhận được một cái cuộc điện thoại từ những cái anh mà chơi chung với anh Mẫn này nè. Điện nói là anh hai ơi, thằng Mẫn á, nó nhảy cầu Hưng Lợi tự tử rồi anh. Lúc đó nghe thông tin này là cả nhà quýnh hết trơn luôn. Chị mới để thằng nhỏ con đó cho mọi người giữ, rồi hai vợ chồng của chị á chạy ra cái cầu Hưng Lợi á, trên đường 91B đó, chạy ra đó để mà coi á, thì mới hay tin á, cái xác của anh Mẫn này á đã được người ta tìm lên rồi, và hiện tại đã đưa vô bệnh viện đa khoa Trung ương Mẫn á. Hai vợ chồng chị hớt ha hớt hải chạy qua đa khoa Trung ương, qua đó người ta cũng đã đẩy thẳng vô nhà xác rồi, tại vì chết rồi. Trước nhà xác thì thấy mọi người ai cũng ngồi đó như trời trồng hết trơn á. Mẹ của anh Mẫn này á thì ngồi đó khóc xỉu lên xỉu xuống, anh trai của anh á thì ngồi đó đứng trồng luôn, im ru như bị câm vậy đó. Còn ba của anh Mẫn á bắt đầu kể lại cho mọi người nghe cái sự việc xảy ra hồi đêm hôm qua. Ba của anh Mẫn á, ổng vừa khóc nức nở mà ổng kể lại cho chị nghe cái chuyện hồi tối hôm qua. Ổng nói là đêm hôm qua nè, thằng Mẫn cùng với bốn thằng bạn của nó nữa bài đồ lên cầu Hưng Lợi để mà nhậu. Sinh viên mà, rất là thích đi nhậu bờ, nhậu bụi đêm khuya kiểu vậy. Nhậu xong rồi sáng hôm sau đi học tiếp. Đang nhậu vui vẻ vậy đó, thì tự nhiên cái thằng Bảo á, là cái thằng bạn thân của thằng Mẫn này nè, nó mới khóc. Nó mới nói thôi bây giờ tao nợ môn nhiều quá à, với lại nhà tao á, ba má tao cũng khó khăn nữa, không có khả năng để mà đưa tao đóng tiền học phí, chắc thôi tao nghỉ học quá à. Tụi bay ở Lợi học đi, tao không có học nổi nữa, tao nghỉ tao đi làm. Cái anh Mẫn này nè, hồi đó giờ hiền dữ lắm luôn, như cục đất vậy đó, mà thương người nữa. Khi mà thấy bạn mình á, cái tình cảnh vậy nè, ảnh cầm lòng không có đậu. Ảnh mới nói với cái anh Bảo là thôi bây giờ á, mày yên tâm đi, tao cầm chiếc xe này, tao đưa tiền cho mày đóng tiền học phí luôn, mày đóng tiền nợ môn luôn, mày đừng có lo. Trời ơi mày bi quan cái gì.
Nhưng mà cái anh Bảo lại không có chịu. Anh nói thôi mày đừng cản tao, tao quyết định nghỉ học rồi, mày để tao nghỉ học đi. Rồi hai thằng kiểu như lạ, uống rượu vô ba cái rồi đó, có men trong người rồi, bắt đầu cãi qua cãi lại. Cũng xuất phát từ cái lòng tốt của anh Mẫn này thôi, không muốn bạn mình phải nghỉ học. Riêng cái anh Bảo thì cứ dịch một dịch hai đòi nghỉ học cho bằng được à. Cuối cùng là cãi lộn với nhau luôn. Đỉnh điểm là cái anh Bảo này mới nói, bây giờ nếu mà tụi bay cản tao, tao nhảy xuống sông này luôn nè, tụi bay tin không? Mới đầu cứ tưởng là giỡn chơi, ai nhà nhảy thiệt luôn. Anh Bảo ảnh nhảy qua cái lan can cầu, rớt xuống một cái ùn vậy nè. Ngay lập tức là cái anh Mẫn này cũng vì muốn cứu bạn của mình, không chần chừ gì hết, nhảy tiếp luôn. Một cái người bạn tiếp theo nữa lại nhảy thêm nữa. Cuối cùng có tới 3 người nhảy xuống cái con sông Cần Thơ lúc đó. Thế là bây giờ trong cái đám nhậu này chỉ còn lại có 2 người thôi. Hai người bạn này lúc đó phải nói rất là hoảng loạn luôn. Chạy thẳng xuống dạ cầu, đứng dưới gần chân cầu, la làng lên nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Hô hoáng, rồi người dân ở đó người ta cũng chạy ra. Lúc này cũng hơn nửa khuya rồi, cũng đã 2-3 giờ sáng rồi chứ đâu có còn sớm gì nữa đâu. Tìm một hồi cả buổi trời thì cái anh Bảo và cái người nhảy sau cùng, nhảy sau cái anh Mẫn này, người ta biết lội, người ta bơi lên bờ. Cuối cùng đâu có chết đâu, nhảy vậy thôi chứ cũng sợ chết dữ lắm. Lên được tới trên bờ, còn riêng anh Mẫn thì mất tích, không hề thấy tung tích ở đâu hết trơn. Do đó mới nhờ thợ lặn và công an người ta cũng vào cuộc. Rồi thế là đâu có tìm được đâu, cho tới sáng ngày hôm sau luôn mọi người mới điện cho chồng của chị biết là cái anh Mẫn này đã nhảy xong rồi. Lúc đó mọi người cũng đã tìm được xác của anh rồi, đã chết rồi đó. Trời ơi, mọi người vừa kể mà vừa khóc, chị cũng khóc rất là nhiều luôn. Chị không ngờ cái đêm ngày hôm qua chính là cái đêm cuối cùng mà chị gặp lại cái anh Mẫn này. Rồi sau khi làm thủ tục xong xuôi hết trơn rồi, người ta cũng trả xác ra, đem cái xác về quê của anh Mẫn này làm đám ma. Người thân của chị cũng đi dự đám ma đủ hết trơn. Sau đó khoảng 2 tuần thì ai cũng về nhà nấy. Cái đêm hôm đó cái người bị đầu tiên chính là chồng của chị. Ảnh ngủ canh ở bên cái quán nhậu, ảnh đang nằm vậy đó, thì nửa đêm ảnh mới nghe cái tiếng kêu từ ngoài cửa. Cứ kêu là anh Hai ơi, anh Hai mở cửa cho em đi anh Hai, em lạnh quá anh Hai ơi, anh Hai ơi anh Hai. Chồng của chị anh nghe vậy thì anh cũng thức dậy. Anh cứ tưởng là mấy cái thằng ở trọ nó ra nó chọc mình không à. Nhưng mà thật sự không có phải. Anh cũng để ý lắng nghe một hồi thì anh cũng nín thinh không có trả lời. 5 phút sau bắt đầu nghe cái tiếng kêu đó nữa. Lúc này cái tiếng kêu rất là quen luôn. Anh nói sao mà giống ai vậy trời. Nghĩ lại một hồi thì đây rõ ràng chính là cái giọng của thằng Mẫn. Thằng Mẫn nó về nè. Cứ nghe kêu hoài vậy đó mà bây giờ anh về anh cũng sợ. Mà nằm ở cái quán này một mình anh cũng sợ. Cho nên là cũng nhanh chóng lấy cái chiếc xe, mở cửa quán, chạy thẳng một mạch về nhà mà quên khóa cửa quán lại luôn, tại vì quá là sợ. Ảnh về nhà sáng hôm sau ảnh cũng kể lại cho mọi người nghe, thì ai cũng biết chắc chắn là cái vong hồn của anh Mẫn này chưa có được về nhà, chắc là cũng còn lạnh lẽo dữ lắm đây nè. Cũng ngay trong đêm hôm sau đó, một trong ba cái người bạn vẫn còn ở lại cái căn phòng trọ của nhà chị á, cái anh này vẫn còn ở lại đó. Đi làm về xong á, lên gác để mà ngủ. Đang nằm ngủ thì tự nhiên nghe cái tiếng kêu ngoài cửa. Cứ kêu là Bình ơi Bình, Bình mày mở cửa cho tao đi Bình, tao lạnh quá Bình ơi Bình, Bình ơi. Ảnh nói mặc dù không có vô phòng nhát ảnh, nhưng mà cứ đứng ở ngoài kêu hoài. Cái tiếng rõ ràng là của thằng Mẫn luôn, rất là sợ, đâu có dám nhúc nhích cử động gì đâu. Ráng nằm chịu trận tới sáng, rồi cũng kể lại cho mọi người nghe. Khi đó là mọi người bắt đầu sợ rồi đó nghe, tại vì biết là chưa có được về, chắc là còn đi lẫn qua lẫn quẩn vậy đó. Cho tới đỉnh điểm là cái lần đó anh chồng của chị, ổng thấy nữa. Đang nằm vậy đó thì chị mới thấy là đang nằm ngủ mà sao cái ông này ổng cứ ứ a ứ ớ hoài vậy trời. Chị mới kêu ổng giật mình tỉnh dậy. Ổng tỉnh dậy thì ổng mới nói là hồi nãy giờ ổng nằm ổng thấy thằng Mẫn nó về, nó đứng trước cửa nhà của mình vậy nè. Rồi chị mới hỏi là anh thấy nó mà anh thấy nó sao. Anh nói là anh thấy nó đứng ở đó đó, mà nó nói với anh đó là anh Hai nói chị Hai với mọi người là thôi em không có về nữa đâu, em đi luôn rồi, từ bữa nay là em đi giữ cầu luôn rồi, em không có về nữa nghe, em giả biệt mọi người luôn rồi đó. Mà anh nói cái mặt của nó xanh chành y gan như là cái tờ lá chuối vậy đó, rất là ghê luôn, nhìn nó thất thần kiểu gì giống như là cái người mà mới vớt xác dưới sông lên vậy đó. Rồi sau đó anh chồng của chị anh có hỏi tiếp là cưng nói cưng đi giữ cầu là giữ cái gì anh không hiểu, nhưng mà anh Mẫn này không có trả lời, quay lưng đi luôn. Ảnh nó kêu quá trời kêu thành ra ảnh mới ú a ú ớ vậy đó. Rồi cũng kể từ sau cái giấc mơ của anh chồng chị là mọi người trong nhà cũng như là bạn bè người thân không còn ai thấy vong hồn của anh Mẫn này hiện về nữa. Chắc chắn mọi người biết Mẫn đã đi sang một cái kiếp khác rồi, không có còn về nữa đâu. Tuy nhiên cái điều mà khiến cho mọi người thương tiếc nhất đó chính là cái anh Mẫn này nè, rất là hiền, biết điều dữ lắm luôn. Mà ngày hôm đó do là quá tốt đi, muốn cứu giúp bạn mình nè, muốn bán cái xe để mà cho bạn mình có tiền đóng tiền học. Khi mà thấy bạn mình nhảy xuống sông, nhảy xuống cứu bạn mình luôn. Nhưng mà cuối cùng cái người chết lại là mình, bạn mình nó vẫn còn sống nhăn răng, mặc dù nó là cái người muốn chết chứ không phải là mình. Do đó thì qua câu chuyện này cũng có rất là nhiều bài học. Thứ nhất là những cái câu nói gỡ, kiểu như là sắp tới tao sẽ không còn này còn kia nữa. Những câu nói vô tri thôi, nhưng mà có thể nó sẽ là sự thật đó. Thành ra trước khi mà chúng ta nói ra những câu nói đó, chúng ta có thể suy nghĩ và đắn đo coi là có nên nói những câu đó hay không. Và thứ hai là trong những cái việc đó là, đặc biệt như là nhảy xuống sông để mà cứu người, trước khi nhảy xuống sông chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác, nếu như mà cần thiết thì mới nhảy xuống. Tại vì nếu mà nhảy xuống cái người kia người ta không biết bơi nữa, hai người có thể chết chìm luôn. Lúc đó không phải là cứu người nữa, mà là chúng ta tự đi vào cái chỗ chết, rất là thương tiếc luôn.
Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc.